Các bạn có tin được không? Một cục gỗ như này thôi nhưng có giá tới vài chục triệu đồng. Bởi vì chắc hẳn là quý vị cũng đã biết được đây là dòng gỗ gì rồi. Tuy nhiên thì để cho nó rõ ràng hơn thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức cái phôi gỗ mà nó đã đẹp từ trong trứng đẹp ra như này. Đó, một cái phôi gỗ mà chúng ta, những người yêu thích cái gỗ mùi cũng đã cảm nhận được. Đây chính là cái gỗ hoàng đàn tuyết Lạng Sơn, tuyết phủ kín hai đầu. Và những cái vân gỗ này, vân gỗ nó rất đan xen và rất là khít vào nhau. Đó, và cái lượng tuyết nó bắt đầu nó đùn ra bên ngoài, nó rất là đẹp. Thành ra là với một cục gỗ nhỏ như này thì lên tới vài chục triệu. Có lẽ là với những người mà chưa chơi thì cảm thấy là nó quá đắt hoặc là không thể tin nổi. Nhưng với những người tin rồi thì thậm chí các bác sẽ có thể đoán được đúng chính xác cái mức giá của cái phôi gỗ này là bao nhiêu tiền, đúng không? Và trước khi đoán giá thì tôi sẽ tạt thêm một chút xíu về cái gỗ này để cho các bác xem nhé. Chúng ta được nhìn thấy vân, được nhìn thấy độ bóng này, những cái đường vân, cả vân đỏ, cả vân đen rất là nhiều, và độ bóng và độ dầu của phôi gỗ. Nếu như mà tính tiền mà chia ra thì chắc là hai cái mảnh nhỏ nhỏ mà đang lên tuyết đây này, hai mảnh tôi vừa đục đang lên tuyết chắc cũng phải vài đồng rồi, nếu như mà tính chia tiền ra, đúng không? Nếu mai kia mà chúng tôi bắt đầu đục mà có những ngày mà xin phép được bác khách, chúng tôi sẽ dành tặng cho các bạn các cái phôi đục này nhá.